quý khán giả và các đồng chí, những ngày tháng năm này, chúng ta lại có dịp cùng nhau nhớ về vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời của Bác Hồ, tên của người đã trở thành biểu tượng toàn vẹn của một con người luôn kiên trung, hết lòng tận tụy vì nước, vì dân. Không chỉ vậy, Hồ Chủ tịch còn là danh nhân văn hóa được thế giới công nhận. Nhắc về người, chúng ta luôn nhớ đến sự tài hoa trong những tác phẩm trên mà người để lại. Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao, muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Đó là những câu thơ vô cùng ngắn gọn nhưng chứa đầy chất thép nằm trong bài đề từ mở đầu cho tập thơ Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập thơ Nhật ký trong tù được Bác viết vào những năm 1942-1943 khi Bác bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam một cách vô cớ. Hơn 70 năm đã trôi qua, nhưng những vần thơ cùng tài năng sáng tác của người vẫn luôn in đậm trong trái tim của mỗi người con đất Việt. Nhật ký trong tù là một tác phẩm được coi là đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nay đã trở thành bảo vật quốc gia. Tác phẩm gồm 133 bài thơ bằng chữ Hán với hai nội dung lớn: tố cáo bộ mặt đen tối của nhà tù và xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ, đồng thời tự khắc họa chân dung của người chiến sĩ cộng sản Hồ Chí Minh kiên cường. Ngoài ra, Bác cũng viết rất nhiều bài thơ giản dị để tuyên truyền đường lối và động viên nhân dân hăng hái tham gia cách mạng, như Tức cảnh Bác Bó, Cảnh Khuya, Đi thuyền trên sông Đáy. Trước khi trở thành lãnh tụ của Đảng ta, nhân dân ta, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã là một nhà báo cách mạng tài năng. Bác là người sáng lập báo Le Paria, Người cùng khổ, xuất bản bằng tiếng Pháp, ra số đầu tiên vào ngày 1 tháng 4 năm 1923. Bác làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút và quản lý tờ báo, viết xã luận, bình luận, truyện ngắn, tin tức, vẽ tranh đả kích, châm biếm, đồng thời làm cả thủ quỹ, xuất bản, phát hành. Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra số đầu tiên. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, hàng trăm bài báo của người với tính thời sự nóng hổi được đăng trên các báo Sự Thật, Cứu Quốc, Vệ Quốc Quân đã bám sát từng ngày, từng giờ những thời khắc hào hùng, quan trọng của kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Từ bài báo đầu tiên cho đến trước khi người đi xa, đã có hơn 2.000 bài viết đều lấp lánh ngòi bút đầy sức chiến đấu với cái trí tuệ sắc sảo và cái tâm rộng lớn của người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định cái đối tượng hướng đến của mỗi bài viết của mình. Với những người phương Tây thì người có cách diễn đạt, một cách hành văn rất là Tây. Với nhân dân thì người lại có một cái văn phong dễ hiểu, giản dị, dễ đọc, dễ nhớ, dễ làm theo. Với những bậc trí giả, người lại có một cái phong cách của một nhà hiền triết, thì có thể thấy một cái điều chung nhất là người dùng báo chí, dùng văn chương để truyền tải những cái lý tưởng cách mạng, để thực hiện những cái nhiệm vụ cách mạng, để đưa những cái lý tưởng cách mạng đến với quần chúng một cách thuyết phục nhất. Bản án chế độ thực dân Pháp, những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu, hay lời than vãn của bà Trưng Trắc, chỉ là ba trong rất nhiều những tác phẩm được người viết bằng tiếng Pháp. Không chỉ làm văn thơ, sáng tác truyện, viết báo bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài như tiếng Hán, Pháp, Anh, Nga, Đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có thể tự tin giao tiếp với vốn ngoại ngữ tự trau dồi của mình mà rất ít khi phải dùng đến phiên dịch. Theo nhiều tài liệu, Bác am hiểu đến 29 ngoại ngữ, nhưng thành thạo nhất 7 ngoại ngữ. Tôi xin phép được chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô đạt được nhiều thành tích chói lọi. Đảng Cộng sản Liên Xô muôn năm. Khối xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô muôn năm. Hòa bình trên thế giới muôn năm. Hồ Chí Minh, một tâm hồn thi sĩ, một nhà báo sắc sảo với vốn ngoại ngữ uyên bác và tinh thần tự học bền bỉ của mình, đã cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước ta đến độc lập,
thống nhất, hòa bình. Để hôm nay, mỗi người dân Việt Nam cùng yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn. Xin nguyện cùng người vươn tới mãi.